quay vô, khoai tây bò vô. Trời ơi, vừa mới mở cửa một chút là lật đật bò ra ngoài liền. Bò vô, khoai tây, bò vô, bò vô, bò qua má nè, bò vô con, bò vô. Khoai tây, có nghe má nói không? Khoai tây, bò vô. Khoai tây, bò qua đây, bò qua đây. Trời, nó lì, nó không có nghe lời con gì hết á má ơi. Bò vô đây ơi, bò vô với má nè. Mà ngày hôm qua ba nó kêu bò, bò tới rồi ba nó bò mà con kêu nó không thèm bò nè. À, đóng cửa lại nè, bỏ khoai tây nè, đóng cửa lại, bỏ khoai tây một mình nha. Rồi bò vô, bò vô, bò vô, bò vô, bò qua má nè. Má đóng cửa lại một lần nữa bây giờ. Đó, 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 đó. Không, không. Tới đây nè. Bò vô với má nè. Đó, má đóng cửa lại nè. Khoai tây nè. Bỏ, bỏ, bỏ khoai tây mình nè. Rồi, bò vô với má. Ừ, đó. Ừ, bò vô, bò vô, bò vô. Không bò là không bò má à. Cứ cả ngày cứ chật hờ muốn bò xuống bếp không à. Đây nè, tới má nè. Má bỏ đi bây giờ. Khoai tây, bò tới má nè. Sao con nghe lời ba mà không nghe lời má? Không có xuống đó chơi, lì ha ha. Khoai tây sao con lì dữ con? Bò tới má nè. Con còn liên tiếp. À, đó bò tới má nè. À, rồi thôi má yêu, má yêu. Đây 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 đây, đây má đây, má không có đóng cửa bỏ khoai tây mình đâu ha. Yêu lắm. Nhõng nhẽo lắm. Khoai tây nhõng nhẽo lắm.